499 Song tướng giả ở giữa chiến đấu Ông, sóng gợn lan tăn đao quang lôi cuốn lấy lăng liệt hàn khí Trực tiếp chém qua lộc minh thon dài cái cổ Nhưng ngay lúc đao quang xẹt qua một chớp mắt kia Lý lạc sắc mặt, lại là hơi đổi Bởi vì lưỡi đao cũng không có đánh chúng vật thật xúc cảm Huyễn tượng, lý lạc trong lòng run lên Khóe mắt liếc qua đảo qua Chính là nhìn thấy cái kia lộc minh thân ảnh đang dần dần tiêu tán Hiển nhiên, đây cũng không phải là là nàng chân thân nữ nhân này thật đúng là giảo hoạt oanh mà liền tại lý lạc một đao thất bại trong nháy mắt đó phía bên phải của hắn đột có tiếng sấm đột nhiên nổ vang một vòng lôi quang thoáng hiện mà ra đó là một thanh toát ra lôi đình màu vàng tế kiếm tế kiếm tốc độ so lý lạc lúc trước đánh lén còn muốn tới càng nhanh lôi quang trong oanh minh đã là cực kỳ hung ác đối với lý lạc đầu đâm tới lôi tướng tốc độ cực kỳ tấn mãnh Bất quá ngay tại chuôi kia màu vàng tế kiếm sắp đâm chúng Lý Lạc đầu lúc. Tại phía bên phải của hắn, đột nhiên có một mặt lé ra kim quang bát giác tấm chắn thoáng hiện mà ra. Sau đó cùng tế kiếm chạm vào nhau, đinh, tiếng kim loại vang lên, đồng thời còn có cuồng bạo tướng lực trùng kích bộc phát. Lý Lạc thân ảnh đột nhiên lui, vẫy tay một cái, bát giác kim thuẫn trở xuống trong tay của hắn. Hắn liếc qua, trong lòng chính là phát lạnh, chỉ thấy trên tấm chắn kia mặt đúng là xuất hiện một cái vết tích thật sâu, suýt nữa đem tấm chắn trực tiếp đâm xuyên, mà mặt này bát giác kim thuẫn, mặc dù chỉ là bạch nhãn bảo cụ, nhưng nó lực phòng ngự lại là có chút không tệ, trước đây Lý Lạc ở trong kim long đạo tràng đạt được về sau. Vẫn tại đem nó chữa trị, không nghĩ tới hôm nay cái này vừa ra trận, thiếu chút nữa lại bị lộc minh một kiếm phế bỏ đi. Nữ nhân này, cực kỳ hung hãn, cũng thật khó giải quyết khó chơi. Một tay huyễn tướng xuất quỷ nhập thần một tay lôi tướng thế công tấn mãnh, cái này từ tính công kích tới nói, hiển nhiên so với hắn thủy tướng, mộc tướng muốn càng bá đạo một chút, nếu như không phải hắn còn có hai đạo phụ tướng gia chi. Thật đúng là bị đối phương toàn diện áp chế, Lý Lạc ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm toàn thân tản ra cường hoành tướng lực Lộc Minh. Cười nói, Lộc Minh đồng học, người người ngoài này liền có chút không đủ chân thành đi. Lộ diện một cái liền lấy ảo tượng lừa gạt người, thật sự là không tử tế lộc minh cười lạnh một tiếng người cái này miệng đầy hoang ngôn động một chút lại người đánh lén còn có mặt mũi cùng ta giảng chân thành nàng mới lười nhác nói với lý lạc những nói nhảm này tóc đen đột nhiên giơ lên mà nó thân ảnh đã là cực nhanh mà ra trong tay màu vàng tế kiếm quấn quanh lấy lôi quang tiếng sấm vang rền ở giữa đã là đối với lý lạc quanh thân yếu hại bao phủ tới lý lạc nhìn qua cái kia tại trong ánh mắt cấp tốc phóng đại lôi quang kiếm ảnh ánh mắt cũng là trở nên ngưng trọng rất nhiều. Lộc Minh tốc độ công kích quá nhanh, nhanh đến ngay cả hắn đều chỉ có thể trông thấy mơ hồ kiếm ảnh. Keng, Lý Lạc bàn tay nắm chặt huyền tượng đao, thân đao một bên, một đạo quấn quanh lấy lôi quang kiếm ảnh chính là hung mãnh đâm mà tới. Điểm vào trên thân đao, chói tai kim thiết tiếng vang lên, hai cỗ tướng lực ầm vang bộc phát, dưới chân mặt đất trực tiếp dạn nứt ra, một bên mặt đất hiện ra cháy đen chi sắc, một bên khác, thì là trở nên ướt át. Lý Lạc nắm chặt huyền tượng đao, thần sắc ngưng lại, hắn có thể cảm giác được một cỗ cực kỳ cuồng bạo tướng lực thuận thân đao truyền lại mà đến. Nguồn tướng lực này tựa như như lôi đình, xâm nhập thể nội lúc, đúng là sẽ để cho đến người sinh ra cảm giác tê dại. Trong tay huyền tượng đao đều phảng phất muốn cầm không được rơi xuống. Mà cước bộ của hắn, tức thì bị cái kia cỗ cuồng bạo lực lượng chấn động đến liền lùi lại mấy bước. Bàn chân dẫm trên mặt đất nước bùn văng khắp nơi hiển nhiên lần này đơn thuần tướng lực so đấu bên trên lộc minh là chiếm cứ tuyệt đối thượng phong bất quá cũng bình thường nàng dù sao cũng là hóa tướng đoạn đệ tam biến thực lực đồng thời đồng dạng người mang song tướng tuy nói lý lạc song tướng chính là chủ phụ thuộc tính nhưng đối phương tốt xấu cũng có được tương tính phẩm gia yêu thế cho nên lần thứ nhất chân chính giao phong lý lạc không ngoài dự liệu bị nàng áp chế mà lý lạc đối với cái này thì là cũng không gợn sóng. Thân ảnh lui ra phía sau lúc, thể nội song tướng chi lực như hồng lưu giống như phun trào. Nhanh chóng đối với xâm nhập thể nội cái kia cỗ lạ lẫm mà cuồng bạo song tướng chi lực dũng mãnh lao tới. Thủy quang tướng lực, mộc thổ tướng lực vào lúc này không ngừng chia cắt, hóa giải xâm nhập thể nội tướng lực. Tại loại này ngoại địch xâm nhập tình huống dưới, hắn hai đạo tướng lực lộ ra dị thường cứng cỏi. Mười mấy hơi thở về sau, cuối cùng là đem xâm nhập thể nội song tướng chi lực đều hóa giải. Lý Lạc ổn định bước chân, ánh mắt nghiêm nghị, a à, Lộc Minh thì là vào lúc này kinh dị một tiếng. Nàng có thể cảm giác được xâm nhập Lý Lạc thể nội song tướng chi lực bị hóa giải. Cái này hóa giải tốc độ, vượt quá nàng dự kiến nhanh, người tướng lực, có chút cổ quái, nàng con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lý Lạc, chậm rãi nói ra, mặc dù song phương đều là song tướng chi lực mà lại nàng song tướng chi lực không thể nghi ngờ là càng thêm hùng hậu. Có thể lý Lạc song tướng chi lực, chẳng biết tại sao cho nàng mang đến một loại dị dạng cảm giác, càng thêm liên miên hùng hậu, cũng càng vì cái gì khó chơi. Bất quá Lộc Minh hiển nhiên cũng không trông cậy vào Lý Lạc trả lời. Bởi vì nàng trực tiếp lại lần nữa phát động thế công. Chỉ thấy lôi quang oanh minh, thân ảnh của nàng tựa như là hóa thành một vòng như thiểm điện. Lại lần nữa đối với Lý Lạc mau chóng vút đi. Lý Lạc mặt không biểu tình, thân ảnh lui lại, đồng thời bàn tay kết ấn, rầm rầm, phía trước mặt đất ẩm ướt bên trong, đột nhiên vào lúc này biến thành từng cái nước bùn chi thủ. Sau đó đối với Lộc Minh chân trần chộp tới, cái này Lộc Minh tốc độ quá nhanh, cần cho hạn chế, nhưng đối mặt với những này chộp tới nước bùn chi thủ. Lộc Minh thì là khinh thường cười một tiếng, nàng mũi chân điểm một cái, phảng phất là có lôi quang tại dưới chân đột nhiên bộc phát ra. Sáng chói chói mắt, hổ tướng thuật, lôi ảnh bộ, một chớp mắt kia, phảng phất là có từng đạo lôi quang tàn ảnh lướt qua giữa không trung. Vẻn vẹn mấy tức, thân ảnh của nàng đã là như quỷ mị giống như xuất hiện ở Lý Lạc phía trước. Nàng ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt nhìn xuống Lý Lạc, tay ngọc nắm chặt màu vàng tế kiếm, trên đó lôi quang điên cuồng nhảy vọt, chỗ mũi kiếm, lôi quang không ngừng phụt ra hút vào, một cỗ cực đoan nguy hiểm tướng lực ba động, tản ra, lộc minh tay nắm kiếm ấn tóc dài vũ động, lôi quang bành trướng mà động, làm cho nàng lúc này tựa như lôi đình tướng quân đồng dạng. Lăng lệ hiên ngang, tản ra cường hãn áp bách, hiển nhiên, nàng muốn lấy tiến công chớp nhoáng tốc độ, trực tiếp đánh tan lý lạc, hổ tướng thuật, kim lôi huyền kiếm, nương theo lấy nàng cái kia băng lãnh quắt mắng tiếng vang triệt mà lên. Giữa thiên địa tiếng sấm đại tác, trong tay nó tế kiếm mãnh liệt bắn mà ra, tựa như là biến thành một đạo hơn 10 trượng khổng lồ kim lôi lấy một loại không thể ngăn cản chi thế trực tiếp là trùng trùng điệp điệp đánh phía lý lạc vị trí trên mặt đất một đạo thật sâu cháy đen vết tích bị xé nứt mà ra kim lôi gào thét mà tới lý lạc sắc mặt cũng là vào lúc này trở nên cực kỳ ngưng trọng hắn có thể cảm nhận được lộc minh một kích này cường hãn liền xem như một chút đồng dạng bước vào hóa tướng đoạn đệ tam biến người đối mặt với nàng một kích này liều mạng phía dưới đều tất nhiên bị đánh tan xem ra Lộc Minh không tâm tư cùng hắn chiến đấu, mà là dự định tốc chiến tốc thắng, sau đó đi chuẩn bị sau cùng quyết chiến, ngược lại là bị xem thường nữa nha. Lý Lạc đôi mắt cụp xuống, bàn tay chậm rãi nắm chặt huyền tượng đao, một cái chớp mắt này, thể nội tướng lực phao, trừ cái kia hai viên bị khí độc rót đầy tướng lực phao. Những người còn lại, đều là lặng yên phá toái, đại lượng tướng lực như hồng thủy vọt ra, cái này còn chưa không có kết thúc, lý lạc không chút do dự thúc giục trong tay kim ngọc huyền tượng đao đệ nhất trọng tượng thần lực lý lạc hai tay vào lúc này trong nháy mắt bành trướng một vòng gân xanh như tiểu xà giống như tại dưới làn da nhốn nháo một cỗ bàng bạc cự lực từ huyền tượng đao bên trong vọt vào hai tay lập tức hai tay làn da bị xé nứt máu tươi thuận cánh tay chảy xuôi xuống cảm thụ được thể nội cái kia vào lúc này tăng vọt lực lượng lý lạc nhếch miệng cười một tiếng hắn nhìn qua cái kia tại trong ánh mắt cấp tốc phóng đại kim lôi kiếm mang. Thân thể hơi nằm, tựa như sắp chụp mồi sư hổ, tiếp theo một cái chớp mắt, bàn chân dẫm một cái, mặt đất băng liệt, trong tay phong cách cổ xưa trực đao, vạch phá không khí, mang theo chói tai tiếng nổ, trực tiếp cùng cái kia kim lôi kiếm mang, ngang nhiên va chạm ở cùng nhau. Chương 500, Lộc Minh Huyễn trận, oanh, dị thường cuồng bạo hung hãn tướng lực sóng xung kích tại trong khu rừng trống trải bộc phát ra. Trung quanh những cái kia xích hồng sắc đại thụ trực tiếp là vào lúc này bị chặn ngang cắt đứt tiếp theo tại tướng lực dòng lũ bên dưới bị xoắn đến vỡ nát lộc minh thân ảnh ở giữa không trung thiểm lược trở ra rơi vào một cây đại thụ trên đỉnh cây nàng lạnh lẽo ánh mắt nhìn chằm chằm phía dưới sóng xung kích kia bộc phát chỗ đầu nguồn ở nơi mặt đất kia bên trên xuất hiện một đạo cực sâu vết kiếm vết kiếm bốn phía cháy đen một mảnh phảng phất là bị thiên lôi oanh kích mà vết kiếm đối với phía trước lan tràn thẳng đến chui vào đến trong khói bụi tràn ngập kia. Lúc trước một kiếm kia, nàng không có nửa điểm lưu thủ, nàng không chỉ có thúc dục tự thân hợp nhất cảnh song tướng chi lực, thậm chí còn thi triển ra cái kia như lôi đình giống như một kiếm. Một kiếm này uy năng nàng rất rõ ràng, liền xem như một chút hóa tướng đoạn đệ tam biến người đều không tiếp nổi, mà lý lạc lại lựa chọn đón đỡ. Bình thường tới nói, một kiếm này hẳn là có thể phân ra thắng bại, nhưng lộc minh cũng không có buông lỏng cảnh giác ánh mắt vẫn như cũ sắc bén nhìn chằm chằm cái kia dần dần tán đi khói bụi. Mấy tức về sau, nàng con ngươi có chút ngưng tụ, bởi vì nàng nhìn thấy một bóng người chậm rãi từ trong bụi mù đi ra. Đó là Lý Lạc, lúc này Lý Lạc tay dép bộc trực đao, hai tay dường như tráng kiện một vòng, trên hai tay làn da xé rách, có máu tươi chảy xuôi xuống tới, thuận thân đao nhỏ xuống, nhưng Lộc Minh nhưng lại không thấy đến trên người hắn có lôi đình kiếm ngấn. Hiển nhiên, lúc trước nàng cái kia tấn mãnh một kích bị lý lạc ngạnh xinh xinh đón lấy người quả nhiên có chút cổ quái lộc minh chậm rãi nói ra lý lạc tướng lực hùng hậu trình độ có chút vượt qua dự liệu của nàng đây không phải một cái bình thường song tướng hóa tướng đoạn đệ nhị biến đủ khả năng có tướng lực là tu luyện một loại nào đó tồn tướng thuật sao nàng suy tư ngược lại là rất nhanh đoán được một chút mánh khóe loại này tướng thuật có chút hiếm thấy có thể tồn chữ một chút tướng lực lâm thời tăng cường sức chiến đấu nhưng theo nàng biết tồn tướng thuật cung cấp tướng lực cũng là có một chút hạn chế nhưng lý lạc tướng lực hùng hậu trình độ có chút vượt qua giới hạn này mà tại lộc minh suy tư thời điểm lý lạc lại là không nói thêm gì nói nhảm hắn duỗi ra lòng bàn tay trực tiếp là đối với lộc minh vị trí đột nhiên một nắm vạn thụ chi phước oanh lập tức lộc minh dưới chân đại thụ chấn động những cây kia làm tựa như là có sinh mệnh lực đồng dạng hóa thành đại mãng nhanh chóng đối với Lộc Minh hai chân quấn quanh mà đi. Nhưng mà đối với những này cuốn tới thân cây, Lộc Minh trên thân thể mềm mại lôi quang lấp lóe, mũi chân điểm một cái, oanh, phảng phất là kinh lôi đánh xuống, cả cây đại thụ đều là vào lúc này trong nháy mắt cháy đen. Những cây kia làm cũng là hóa thành cho tàn màu đen tuôn rơi nhẹ nhàng rớt xuống. Lý lạc mắt sáng lên, tiếp tục thi triển mộc tướng chi lực, thúc giục bốn phía cây cối đối với lộc minh quấn quanh mà đi đồng thời thủy tướng chi lực cũng là thi triển ra mặt khác tướng thuật. Trọng thủy thuật, nương theo lấy trọng thủy thuật thi triển, chỉ thấy những cái kia kéo dài hướng lộc minh trên cành cây. Lập tức có một tầng màu xanh đậm màng nước hiển hiện. Đồng thời lực lượng cũng là được tăng lên, vung vẩy ở giữa mang theo âm thanh xé gió, hung hăng đánh tới hướng lộc minh. Lộc minh tinh tế đầu ngón tay có lôi quang nhảy vọt. Mười mấy đạo lôi quang phun ra, ý đồ đem những thân cây này phá hủy, suy. Bất quá lần này va chạm, lôi đình chi lực nhưng lại chưa lại lấy được lúc trước hiệu quả. Một ít cây làm trực tiếp xuyên qua lôi quang, xuất hiện ở lộc minh trước mặt, đồng thời như là xúc tu giống như đối với nàng tứ chi vọt tới. Hiển nhiên, Lý Lạc hay là muốn hạn chế lộc minh tốc độ, dù sao nàng lôi tướng tốc độ quá nhanh, cái này cũng sẽ cho Lý Lạc mang đến nguy hiếp cực lớn. Thủy mộc tướng thuật phối hợp ngược lại là thuần thục, lộc minh thấy thế, khen một tiếng sau đó nàng dưới chân lôi quang lấp lóe đạo đạo tàn ảnh ở giữa không trung hiển hiện trực tiếp là tránh đi tất cả nhánh cây trói buộc thân thể mềm mại nhảy lên chính là tựa như như thuấn di xuất hiện ở lý lạc phía trước trong tay màu vàng tế kiếm phía trên lôi quang nhảy vọt thân kiếm chấn động ở giữa đúng là tại lý lạc trong ánh mắt kinh ngạc phân hóa ra mấy đạo lôi quang kiếm ảnh kiếm ảnh vẽ lên xảo trá góc độ đâm thẳng lý lạc quanh thân yếu hại những này lôi quang kiếm ảnh hư hư thật thật, để cho người ta khó lòng phòng bị. Hiển nhiên, đây cũng là lộc minh lấy huyễn tướng chi lực cùng lôi tướng chi lực phối hợp. Cái này phản kích, ngược lại là tới tương đương nhanh. Lý Lạc cũng không phân biệt ra được đến đối phương lôi đình kiếm ánh sáng cái nào đạo là thật. Cái nào đạo là giả. Cho nên hắn dứt khoát hoàn toàn không để ý, bàn tay nắm chặt huyền tượng đao. Song tướng chi lực cùng tượng thần lực đồng thời thôi động. Một đao chém xuống, một đao kia lực lượng mạnh mẽ, trực tiếp là ngay cả hư không đều là bị chém ra dấu vết mờ mờ. Chói tai âm bạo nổ vang, ầm, đao mang chém xuống, từng đạo lôi quang kiếm ảnh không ngừng phá toái, cuối cùng cùng đạo kia chân thực lôi quang ầm vang chạm vào nhau. Lôi đình cuồn cuộn ở giữa, hai người thân ảnh đều là chấn động, tiếp theo một cái chớp mắt, bọn hắn bạo phát ra cực kỳ tấn mãnh thế công, chỉ thấy kiếm quang đao mang điên cuồng bộc phát, cơ hồ là đem thân ảnh của hai người đều bao trùm lên đến chung quanh mặt đất không ngừng bị xé nứt mở vết tích thật sâu hai người này phảng phất là biến thành lốc xoáy bão táp những nơi đi qua hết thảy đều là hủy ngắn ngủi mấy phút đồng hồ thời gian hai người trực tiếp là liều mạng mấy trăm hội hợp cao cường như vậy độ va chạm làm cho hai người thở dốc đều là tăng thêm đứng lên keng đợi đến một lần cuối cùng va chạm lộc minh thân thể mềm mại lại là dẫn đầu tung bay cướp trở ra nàng lúc này đôi mắt đã là tràn ngập ngưng trọng nàng cái kia nắm màu vàng tế kiếm bàn tay cũng là đang hơi rung động lý lạc lực lượng mạnh đến mức đáng sợ là bởi vì trong tay hắn chuôi đao kia sao lộc minh ánh mắt quét lý lạc trong tay huyền tượng đao một chút lúc trước mỗi một lần đao kiếm tiếp xúc trong nháy mắt nàng đều có thể cảm giác được trên chuôi đao kia vọt tới một cỗ cự lực nguồn lực lượng kia hung hãn để nàng có loại tại cùng hung thú đấu sức cảm giác lý lạc người thật rất lợi hại lộc minh nói nghiêm túc mà tại lộc minh đối diện lý là cầm đao mà đứng thần sắc đạm mạc chỉ bất quá hắn tóc lúc này chuẩn bị dựng thẳng đó là bởi vì vừa rồi lúc giao thủ bị lộc minh cái kia lôi tướng chi lực cho điện tê tê dại dại hắn há mồm cười một tiếng nói ta cũng cho là như vậy sau đó có một cỗ khói đen từ trong miệng của hắn xuất hiện hắn tranh thủ thời gian ngậm miệng lại trong lòng tức giận cái này lộc minh lôi tướng chi lực thật sự là phiền phức nhìn qua lý lạc bộ này bộ dáng chật vật lộc minh khóe môi hơi cuộn lên chợt thản nhiên nói bất quá trận chiến đấu này ta sẽ không thua ngươi ồ thật sao lý lạc hai mắt nhắm lại lộc minh nhoẻn miệng cười xưa nay cao lạnh nàng lộ ra như vậy dáng tươi cười ngược lại để người cảm thấy có điểm kinh diễm nhưng lý lạc nhưng từ nụ cười của nàng bên trong cảm thấy một chút khí thức nguy hiểm nhưng còn không đợi hắn có động tác gì lộc minh lại là chậm rãi lui về phía sau một bước một bước này đạp xuống, Lý Lạc liền kinh ngạc phát hiện, Lộc Minh thân ảnh trực tiếp từ trong con mắt của hắn biến mất. Lý Lạc, cái này vốn là thủ đoạn đối phó với cảnh thái hư. Nhưng bây giờ, lại là muốn trước dùng tại trên người của ngươi. Lộc Minh thanh âm, từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Cùng lúc đó, Lý Lạc phát hiện hoàn cảnh bốn phía bắt đầu xuất hiện biến hóa. Trong khu rừng trống trải biến mất, thay vào đó là một mảnh nhìn không thấy cuối biển hoa. Biển hoa lan tràn ra mà hắn thì là thân ở trong biển hoa lý lạc biến sắc huyễn trận cái này cái gọi là biển hoa tất nhiên là huyễn tượng nói cách khác hắn hiện tại lại rơi vào đến lộc minh trong huyễn trận ầm ầm mà theo biển hoa xuất hiện lý lạc trên không bắt đầu có mây đen nhanh chóng tụ đến thời gian dần trôi qua bao trùm vùng chân trời này trong mây đen lôi quang phun ra nuốt vào ầm ầm âm thanh lớn vang dội tới lý lạc sắc mặt càng ngưng trọng lần này huyễn trận còn gia nhập lôi đình lực lượng, huyễn tướng chi lực cùng lôi tướng chi lực kết hợp, cuối cùng tạo thành một tòa huyễn lôi chi trận. Cái này lộc minh, thật sự là vượt quá tưởng tượng khó giải quyết A chương 501. Tam tinh viện vây giết, Lý Lạc bị kéo vào lộc minh huyễn trận, khi Lý Lạc thân ở hoa hải huyễn trận bên trong lúc. Tại tháp lâu trước đó, tần trục lộc, bạch đậu đậu, lã thanh nhi bọn người đều là tại ngẩng đầu nhìn cái kia từ tiền phương hồ năng lượng con bên trong bắn ra một màn ánh sáng trong màn sáng, chính là Lý Lạc bị kéo vào trong huyễn trận một màn. Lộc Minh làm thật, đây mới là nàng chân chính thủ đoạn lợi hại. Huyễn tướng cùng lôi tướng kết hợp, tổ hợp thành một tòa đã có thể mê hoặc lòng người lại có thể mở ra tiến công loại hình công kích huyễn trận. Bạch đậu đậu sắc mặt nghiêm túc nói, tần trục lộc, lã thanh nhi, ngu lãng bọn hắn cũng là mặt lộ một tia lo lắng. Bọn hắn tại long huyết hỏa vực thời điểm liền kiến thức qua cái kia lộc minh huyễn trận có bao nhiêu khó giải quyết, mà lại thời điểm đó huyễn trận còn chưa không có công kích chân chính tính. Nhưng hiển nhiên hiện tại Lộc Minh bố trí đi ra đạo này huyễn trận không giống với lúc trước. Cũng không biết Lý Lạc có thể hay không chịu nổi. Tại mảnh này tháp lâu trước đó, trừ tần trục lộc, lã thanh nhi bọn hắn bên ngoài, còn có viện khác cấp người. Chỉ bất quá lúc này xuất hiện ở đây, nói rõ bọn hắn đều đã bị đào thải. Bọn hắn lúc này, chính nhìn xem hồ năng lượng bên trong bắn ra mấy tấm màn sáng trên màn sáng không chỉ có lý lạc tràng cảnh còn có mặt khác ba cái viện cấp tình huống lúc này không nghiêm chỉnh mà nói hẳn là hai cái viện cấp tam tinh viện cùng tứ tinh viện bởi vì nhị tinh viện bên này đã bị toàn bộ đào thải ngay tại một phút đồng hồ trước sắc mặt trắng bệch trúc huyên cùng diệp thu đỉnh bị hồ năng lượng ném ra ngoài nhị tinh viện viện cấp thi đấu đã tiến vào sau cùng vòng chung kết mà trúc huyên cùng diệp thu đỉnh đều là gặp cường địch Trải qua một phen huyết chiến về sau, hai người không ngoài dự liệu chiến bại. Đến tận đây, Thánh Huyền Tinh học phủ nhị tinh viện viện cấp thi đấu. Đều bị đào thải, tất cả nhị tinh viện tử huy học viên lúc này đều đứng chung một chỗ. Thần sắc của bọn hắn tràn đầy uể oải cùng xa sút Dù sao lúc này mặt khác ba cái viện cấp tử huy học viên ánh mắt cũng là tại thỉnh thoảng xem ra. Những cái kia ánh mắt mặc dù không có cái gì chế diệu ý tứ, nhưng vẫn như cũ làm cho nhị tinh viện tử huy học viên bọn họ cảm thấy có chút khó xử. Dù sao viện khác cấp cũng còn có người khiêng đỉnh tại kiên chi Liền chỉ có bọn hắn nhị tinh viện đào thải đến nhanh nhất. Cái này chẳng phải là nói tại Thánh Huyền Tinh học phủ lần này bên trong. Liền muốn thuộc bọn hắn nhị tinh viện nhất kéo hông sao. Mặc dù, điểm này từ đây trước vé vào cửa thi đấu phía trên liền đã hiển lộ ra. Nhưng cũng không cần thiết lần lượt đánh mặt A à ai. Khác viện cấp đều có trụ cột chống đỡ mặt mũi nhất tinh viện lý lạc tam tinh viện khương thanh nga tứ tinh viện càng là cao thủ nhiều như mây cung thần quân trưởng công chúa đều là sâu không lường được chỉ có bọn hắn nhị tinh viện nhị tinh viện một chút tử huy học viên ánh mắt như có như không đảo qua trước mặt sắc mặt trắng bệch trúc huyên cùng diệp thu đình căn bản không quá có tác dụng a nếu không dứt khoát cân nhắc lưu ban a không phải vậy cái này còn lại hai năm học phủ sinh hoạt tựa hồ là có chút không ngóc đầu lên được a à, mặc dù ánh mắt của bọn hắn tương đối mịt mờ nhưng lúc này trúc huyên cùng diệp thu đỉnh chính là thời điểm mẫn cảm nhất tự nhiên hay là đã nhận ra ngày xưa những này lấy bọn hắn làm trung tâm các đồng đội cái kia có chút ánh mắt lộ vẻ kỳ quái lúc này trong lòng đều có lấy xấu hổ giận dữ chỉ ý dâng lên nhưng bọn hắn chỉ có thể làm làm chưa từng cảm giác ngẩng đầu ánh mắt không nhịn được nhìn về phía nhất tinh viện viện cấp thi đấu phiến màn sáng kia ở trong đó, là lý là cùng cái kia song tướng giả lộc minh giao thủ A, nếu như ra hỏa này cũng thua. Vậy bọn hắn cũng liền không đến mức khó như vậy có thể đi. Tuy nói ý nghĩ như vậy thật là có chút âm u cùng ích kỷ. Nhưng lúc này, ai còn cố kỵ những thứ này, mà tại bọn hắn bên này trong lòng chuyển động như vậy ích kỷ suy nghĩ lúc. Đột nhiên tháp lâu tiền chuyện tới rối loạn tưng bừng. Tiếp theo có tiếng kinh hô bộc phát. Nguy rồi, Khương Tỷ Lâm vào vây quét bọn gia hỏa này cũng quá hèn hạ vậy mà muốn muốn bốn đánh một đám người nghe vậy trong lòng đều là giật mình sau đó ánh mắt liền vội vàng bắn ra hướng tam tinh viện mảnh kia màn ánh sáng liền ngay cả tố tâm phó viện trưởng đều là đem ánh mắt ném đi sau đó ánh mắt chính là có chút ngưng tụ tam tinh viện viện cấp thi đấu nơi nào đó vòng chung kết sơn lâm động thủ lục kim từ vẻ mặt nghiêm túc hắn nhìn qua sơn lâm bờ suối chảy đạo kia cúi người dường như tại thanh tẩy lấy hai tay bóng hình xinh đẹp tuyệt mỹ. Trong mắt có quả quyết chi xác hiện lên, tiếp theo một cái chớp mắt, có cực đoan cường hãn tướng lực tại nó thể nội ầm vang bộc phát. Tướng lực như hồng lưu giống như tại giữa rừng núi sông tiết ra. Mà liền tại lục kim từ bộc phát tướng lực trong nháy mắt đó. Tại cái khác ba phương hướng, đồng dạng là có ba đạo cường hãn tướng lực phóng lên tận trời. Dẫn tới hư không chấn động, quanh không có bất kỳ cái gì thăm dò. Lục kim từ bốn người trực tiếp là tại một sát na này bộc phát ra tự thân mạnh nhất sát chiêu. Bởi vì bọn hắn minh bạch bọn hắn tiểu trừ Khương Thanh Nga cường đại cỡ nào. Từ khi viện cấp thi đấu bắt đầu đến nay, Khương Thanh Nga một đường quét ngang, phong mang cường thịnh e rằng người dám ngăn. Bất quá cũng chính bởi vì Khương Thanh Nga quá mức cường thế. Cuối cùng lục kim từ mới càng thêm thuận lợi tìm tới những này thực lực không kém hơn hắn cường lực người hợp tác. Mục đích của bọn hắn nhất trí, chính là vì đem mạnh nhất Khương Thanh Nga đào thải. Ai cũng minh bạch, chỉ có Khương Thanh Nga đào thải, bọn hắn mới có tư cách đi tranh đoạt cái kia mạnh nhất xương hào. Mà vì lần này tập sát, bọn hắn đã ẩn nhẫn hồi lâu, mà lại vốn là có 5 người, nhưng này vị thứ năm viện thủ, lúc này đang bị cái kia thánh huyền tinh học phủ đô trạch hồng liên cuốn lấy. Những người này, mỗi một vị đều là riêng phần mình trong học phủ người nổi bật bàn về thực lực, sẽ không thua trước đây vé vào cửa thi đấu phía trên triệu huy âm. Bây giờ bốn người toàn lực xuất thủ, cấp độ kia thanh thế càng là trùng trùng điệp điệp, phảng phất dãy núi đều là vào lúc này run rẩy gào thét. Bốn đạo thao thiên hồng ánh sáng lôi cuốn lấy sát cơ xuyên qua chân trời. Tại chớp mắt kia ở giữa, liền đánh chúng bờ suối chảy cái kia đạo mảnh khảnh bóng hình xinh đẹp trên thân. Oanh, âm thanh lớn vang vọng, sơn nhạc chấn động, một kích này nửa tòa núi lớn đều bị ngạnh sinh sinh đánh cho sụp đổ xuống dưới. Thành công, lục kim từ trong mắt có vẻ mừng như điên hiển hiện. Bọn hắn công kích tất nhiên là đánh chúng vào mục tiêu. Mà tại loại trình độ này liên thủ công kích đến, chắc hẳn liền xem như Khương Thanh Nga, cũng sẽ bỏ ra cực nặng đại giới A, bốn người thân ảnh từ giữa không trung thoáng hiện mà ra. Ánh mắt thì là nhìn chòng chọc vào cái kia sụp đổ núi lớn chỗ. Nơi đó khói bụi thời gian dần trôi qua tiêu tán. Lục Kim từ con người đột nhiên co rụt lại. Bốn người đều là biến sắc, bởi vì bọn hắn nhìn thấy, tại trong bụi mù kia, một cặp khoảng mấy trượng quang minh cánh chim, chậm rãi mở rộng ra đến. Trên cánh chim quang minh, dường như có thể xuyên thấu bóng tối vô tận, chiếu sáng thiên địa, mỗi nương theo lấy quang minh cánh chim nhẹ nhàng vỗ, năng lượng trong thiên địa ngay tại tùy theo quay cuồng. Khương Thanh Nga bóng hình xinh đẹp chậm rãi lên không, quang minh cánh chim ở sau lưng nó nhẹ nhàng vỗ nàng tinh tế ngọc thủ nắm lấy màu vàng trọng kiếm, cái kia tuyệt mỹ không tì vết gương mặt, vào lúc này không có nửa điểm tâm tình chập chờn bình tĩnh mà lạnh nhạt, chỉ là cái kia trong tròng mắt màu vàng óng, kim quang trở nên so dĩ vãng bất kỳ thời điểm đều muốn trói mắt. Nàng lúc này, phảng phất là quang minh thiên sứ, tản ra sáng bóng cùng thần thánh, đồng thời còn có cái kia phảng phất có thể thẩm phán thiên địa giống như vô tận thần uy lục kim từ bốn người nhìn qua khương thanh nga loại này chưa bao giờ xuất hiện qua trạng thái trong mắt đều có lấy vẻ kinh hãi hiện ra đến bởi vì bọn hắn giờ này khác này từ khương thanh nga trên thân cảm thấy một loại mãnh liệt đến cực hạn khí thức nguy hiểm mà tại bốn người kinh hãi ở giữa khương thanh nga hờ hững con mắt màu vàng óng đã là tập trung tại trên người của bọn hắn đồng thời có ẩn chứa băng lãnh sát cơ thanh âm không linh tại giữa phương thiên địa này vang dội tới một đám chuột, rốt cục đi ra sao? Chương 502, Lý Lạc phòng thủ, khi Khương Thanh Nga lâm vào vây công thời điểm, Lý Lạc cũng là rơi vào đến lộc minh trong huyễn cảnh. Chỉ bất quá so với Khương Thanh Nga bên kia kinh thiên động địa thanh thế. Hắn bên này thì là lộ ra bình thản rất nhiều, trong biển hoa trói lọi, Lý Lạc khẽ nhíu mày nhìn trên bầu trời không ngừng hội tụ mây đen. Hắn có thể cảm giác được trong đó tựa hồ là có cực kỳ lực lượng cuồng bạo đang ngưng tụ đó là lôi tướng chi lực. Hiển nhiên, Lộc Minh đang mượn giúp huyễn trận yểm hộ, đang nổi lên lấy cực mạnh sát chiêu. Lý Lạc cũng tịnh không có ngồi chờ chết, tay hắn cầm huyền tượng đao, chém ra một đao, đạo đạo đao quang trống rỗng xuất hiện, lôi cuốn lấy lăng lệ đến cực điểm lực lượng, bay thẳng mà lên, chém về phía những cái kia hội tụ mây đen. Hưu, đao quang lướt qua mây đen, lại là trực tiếp xuyên thấu đi qua, cũng không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng, là huyễn tượng, Lý Lạc mày nhăn lại, trên bầu trời cái này nhìn như phô thiên cái địa mây đen. Kỳ thực đại bộ phận là huyễn tượng, đây là Lộc Minh cố ý dùng để lẫn lộn tầm mắt của hắn. Làm cho hắn căn bản phân không ra chân chính lôi vân ở đâu. Thật sự là khó giải quyết, Lý Lạc không nhịn được cảm thán một tiếng. Cái này Lộc Minh huyễn lôi song tướng, thật là vận dụng đến lô hỏa thuần thanh. Chiêu này huyễn trận, đủ để cho rất nhiều người đều là thúc thủ vô sách. Mà tại Lý Lạc dừng tay thời điểm trên bầu trời lôi vân cũng là trở nên càng nóng này ầm ầm tiếng sấm vang dội không thôi muốn tới lý lạc mắt sáng lên có cảm ứng ầm ầm mà liền tại trong lòng của hắn suy nghĩ vừa mới lúc rơi xuống trên bầu trời một mảnh lôi vân chính là chấn động mạnh tiếp theo một cái chớp mắt một đạo lôi quang từ trên trời giáng xuống trực tiếp tinh chuẩn không gì sánh được đối với lý lạc hung hăng đánh xuống lôi đình xẹt qua hư không Phảng phất ngay cả không khí đều trở nên khét lẹt, Lý Lạc không dám khinh thị, thân thể thủy tướng chi lực vận chuyển mà lên, nhanh chóng biến thành một tầng thủy y, đem hắn đều bao trùm. Trọng thủy sa y cùng lúc đó, tay hắn cầm trực đao, thủy mang tại trên thân đao cao tốc lưu chuyển, thể nội tướng lực bộc phát, một đạo hung hãn đao quang phóng lên tận trời, giống như trên mặt biển phun trào một đầu sóng cả, trực tiếp cùng cái kia lôi đình chạm vào nhau, nhưng mà va chạm trong nháy mắt đao quang lại là xuyên thấu ra ngoài lý lạc ánh mắt ngưng tụ lại là huyễn tượng lộc minh đây là muốn dùng loại này huyễn tượng đến đem hắn tướng lực tiêu hao sạch sẽ dầm 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 mà lúc này ba đạo lôi đình đồng thời mãnh liệt bắn mà ra tại lý lạc trong ánh mắt cấp tốc phóng đại cái này ba đạo lôi đình cũng là huyễn tượng sao lý lạc khó mà phân biệt nhưng hắn cũng không dám coi nhẹ dù sao cái này ba đạo lôi đình bên trong chỉ cần có một đạo là thật cái này đánh vào trên thân thể của hắn sợ rằng sẽ tương đương không dễ chịu cái này lộc minh thật sự là đem hư hư thật thật diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế lý lạc cong ngón búng ra bát giác kim thuẫn thoáng hiện mà ra đón nhận ba đạo lôi đình ầm ầm ba đạo lôi đình đánh vào trên kim thuẫn vừa mới bắt đầu hai đạo cũng không có đối với kim thuẫn tạo thành bất kỳ tổn thương mà là tại tiếp xúc trong nháy mắt liền tự động tiêu tán hiển nhiên đây là huyễn tượng biến thành có thể theo đạo thứ ba lôi đình rơi xuống. Kim thuẫn phía trên tán phát ánh sáng năng lượng trong nháy mắt bị đánh tan. Kim thuẫn phía trên xuất hiện mảng lớn cháy đen chi sắc. Sau đó mạo đằng lấy khói đen, rơi xuống tại Lý Lạc bên chân. Lý Lạc nhanh chóng đem năng lượng hao hết bát giác kim thuẫn thu hồi. Dù sao chỉ là bạch nhãn bảo cụ, không có cách nào trèo trống quá lâu. Nhưng hắn cũng triệt để minh bạch lộc minh tâm tư, thân ở huyễn trận này bên trong. Hết thảy thế công đều là hư hư thật thật để cho ngươi khó lòng phòng bị. Một khi ngươi lòng sinh thư giãn, như vậy khả năng liền sẽ nghênh đón một kích trí mạng. Nhưng nếu là thời khắc căng cứng tâm thần, như vậy đối tự thân cũng là cực lớn tiêu hao. Theo thời gian tiếp tục kéo dài, trạng thái cũng sẽ nhanh chóng trượt. Lúc kia lộc minh liền có thể dùng khỏe ứng mệt, nhẹ nhõm đem chính mình thu thập. Lý Lạc nhìn lên bầu trời phun ra nuốt vào lấy lôi đình lôi vân. Trong mắt lướt qua vẻ suy tư, cục này, thật đúng là không dễ phá. Trừ phi dùng tuyệt đối thực lực, ngạnh sinh sinh phá trận mà ra, mà Lý Lạc muốn làm đến điểm này, trừ phi là mượn nhờ Tam Vĩ Thiên Lang lực lượng, nhưng vẫn là câu nói kia, nếu như ngay cả ở chỗ này đều muốn vận dụng loại lực lượng này, về sau đường còn thế nào đi? Lý Lạc nhìn chăm chú đầy trời lôi vân, đột nhiên cười một tiếng, nói, muốn so Liều Tiêu Hao mà nói, kỳ thật ngươi chưa hẳn liền hơn được ta. Lộc Minh là huyễn lôi song tướng, nhưng cũng đừng quên hắn lý lạc trên mặt nổi hiển lộ thế nhưng là thủy tướng cùng mộc tướng. Có lẽ từ tương tính tính công kích tới nói, thủy mộc nhị tướng so lôi tướng loại hình phải kém một chút. Nhưng thủy tướng cùng mộc tướng yêu thế, cùng dạng cũng là lôi tướng không có. Đó chính là thủy tướng liên miên, mộc tướng khôi phục, lý lạc trực tiếp tại trong biển hoa ngồi xếp bằng. Hắn vận chuyển thể nội mộc tướng chi lực, sau đó đưa bàn tay vươn vào mặt đất, cổ thụ chi tí, hắn thấp giọng tự nói. Tiếp theo một cái chớp mắt, trên đại địa có một gốc mầm cây phá địa mà ra. Theo mộc tướng chi lực quán chú, gốc cây kia mầm nhanh chóng trưởng thành, ngắn ngủi bất quá mười mấy hơi thở thời gian, chính là biến thành một gốc rậm rạp đại thụ, mà lại nó tốc độ sinh trưởng còn chưa đình chỉ, mà đối với Lý Lạc cử động, trong huyễn trận lộc minh hiển nhiên cũng là có chỗ phát giác. Lúc này trực tiếp dẫn phát lôi đình đánh xuống, muốn đem Lý Lạc thúc đẩy sinh trưởng mà ra đại thụ oanh diệt nhưng Lý Lạc lúc này trong tay huyền tượng đao rời khỏi tay. Hóa thành một đạo lưu quang xoay quanh phía trên, đem những cái kêu anh tới lôi đình đều đón lấy, chỉ bất quá theo lôi đình tăng lên, huyền tượng đao phía trên bao trùm tướng lực cũng là đang nhanh chóng biến mất. Lý Lạc thần sắc không thay đổi, trong cơ thể hắn thủy quang tướng lực, mộc thổ tướng lực toàn bộ tràn vào đến cây đại thụ này bên trong. Thủy tướng chi lực ra tốc đại thụ trưởng thành, mà thủy tướng chi lực bên trong còn ẩn chứa một chút quang minh tướng lực. Đây càng là làm cho cây to này bằng tốc độ kinh người trở nên vĩ ngạn đứng lên. Mà cây cối cần thổ địa gia trì mới có thể càng thêm vững chắc, không sợ phong bạo, cho nên những cái kia thổ tướng chi lực tồn tại, làm cho cây to này càng cứng chắc, ngắn ngủi bất quá mấy phút đồng hồ thời gian. Một gốc đại thụ che trời trống rỗng mà sinh, lý lạc xếp bằng ở dưới cây, to lớn tán cây lan tràn ra, đem hắn che chở ở tại dưới, mà đại thụ lá cây đều là lóe ra năng lượng quang trạch nếu là từ cao không nhìn xuống xuống tới phảng phất là to lớn nắp dù bảo vệ được lý lạc trong huyễn trận khi lộc minh phát hiện lý lạc trực tiếp thúc đẩy sinh trưởng ra một cây đại thụ đến làm thủ đoạn phòng ngự lúc cũng là không khỏi cảm thấy kinh ngạc chợt nàng mày liễu liền nhíu chặt lên lý lạc này thật đúng là khó đối phó đâu vốn là dự định đem hắn kéo vào huyễn trận tiêu hao nhưng bây giờ ra hỏa này vậy mà lấy bất biến ứng vạn biến trực tiếp lấy mộc tướng chi lực thúc đẩy sinh trưởng đại thụ làm phòng ngự. Nói rõ là muốn ngạnh kháng nàng tất cả xét đánh. Kể từ đó, nàng cái kia hư hư thật thật lôi đình thế công cũng liền không có cái tác dụng gì. Có thể dạng này, chẳng phải biến thành lẫn nhau tướng lực ở giữa tiêu hao sao. Lộc Minh ngay từ đầu có thể chỉ là muốn tiêu hao Lý Lạc. Lại cũng không muốn được đối phương chỗ tiêu hao. Dù sao, Lý Lạc người mang thủy tướng, lực bền bỉ vốn là hắn am hiểu lộc minh ánh mắt lấp lóe chợt gương mặt xinh đẹp lạnh lùng đã như vậy vậy liền từ bỏ tiêu hao chiến trực tiếp ngưng tụ sức mạnh lấy ngắn ngủi mà cuồng bạo thế công đem lý lạc cây này cho rằng vi bình chướng đại thụ phá hủy cùng là song tướng giả nàng hay là song thất phẩm tướng tướng lực lại cao hơn lý lạc cấp một nàng cũng không tin lý lạc lại thế nào bền bỉ chẳng lẽ còn có thể gánh vác được hay sao trong lòng nghĩ như vậy lộc minh không do dự nữa Tinh tế hai tay nhanh như tia chớp giống như kết ấn. Ầm ầm, trên bầu trời lôi vân cấp tốc xuất hiện biến hóa, lôi vân bắt đầu co vào, đồng thời trở nên càng thêm ám trầm, tại trong lôi vân kia, có thể cảm giác được rõ ràng càng ngày càng lực lượng cuồng bạo đang tản ra tới. Lý Lạc Đồng dạng là có cảm ứng, hắn ngẩng đầu, nhìn qua cái kia tầng tầng lôi vân, hai mắt nhắm lại một chút, không làm hư hư thật thật bả hí sao? Hắn cười cười, lại là Lâm Nguy không sợ vậy liền đi thử một chút, người lôi đình này, có thể hay không bổ ra ta cây to này. chương 503, Lý Lạc phá cục, ầm ầm, khi trên bầu trời tầng tầng lôi vân không ngừng phun trào lúc. Cuối cùng có một viên lôi đình to lớn quang cầu thành hình. Viên kia lôi đình quang cầu từ tầng tầng trong lôi vân bị chậm rãi đè ép mà ra. Tựa như là một viên lôi đình thiên thạch giống như từ trên trời giáng xuống. Hung hăng đánh tới hướng Lý Lạc chỗ cây đại thụ che trời kia. Lý Lạc ngồi xếp bằng dưới cây, ngẩng đầu, lôi đình quang cầu phản chiếu tại trong đồng tử của hắn. Thần sắc của hắn có chút bình tĩnh, cũng không có bất kỳ kinh hoàng, nhưng thể nội hai tòa tướng cung vào lúc này kịch liệt chấn động đứng lên. Tướng lực như hồng lưu giống như đổ xuống mà ra, cuối cùng đều tràn vào đến sau lưng trong đại thụ, lập tức đại thụ trở nên càng thẳng tắp khỏe mạnh. Cây to này, nghiêm chỉnh mà nói, chính là lý lạc thể nội mộc tướng tướng tính chỗ diễn biến mà thành chỉ bất quá trong đó còn có thủy quang tướng cùng thổ tướng chi lực gia chi. Tại cái này nhiều mặt lực lượng giúp ích dưới, tha phương mới có thể có trước mắt trình độ, oanh, lôi đình quang cầu gào thét mà xuống, cuối cùng hung hăng đánh chúng đại thụ che trời cái kia tản ra lóa mắt vầng sáng. Tựa như hoa cái giống như trên tán cây, lốp bốp, một chớp mắt kia, vô số lá cây, nhánh cây trong nháy mắt hóa thành khô đen chi sắc, khổng lồ tán cây, lúc này có một phần mười khu vực biến thành màu cháy đen màu đó là bị lực lượng lôi đình ăn mòn. Bất quá, theo thời gian trôi qua, lôi đình quang cầu cuối cùng ảm đạm, đó là bởi vì lực lượng bị tiêu hao hầu như không còn. Lực lượng tiêu hao về sau, lôi đình quang cầu tiêu tán theo. Lúc này lưu lại đại thụ che trời dị thường thảm liệt. Cháy đen tràn ngập gần nửa mảnh khu vực, toàn bộ đại thụ phẳng phất đều là có chút lung lay sắp đổ đứng lên. Trong huyễn trận Lộc Minh thấy thế, lập tức thở dài một hơi. Còn không đợi nàng khẩu khí này hoàn toàn phun ra, nàng liền khiếp sợ nhìn thấy, cây đại thụ kia cháy đen khu vực đang nhanh chóng tiêu tán. Phảng phất là có một cỗ tràn đầy sinh cơ lực lượng lại lần nữa từ trong đại thụ bừng lên. Sau đó cháy đen bắt đầu rút đi, nguyên bản bị phá hủy khu vực, lại lần nữa tỏa sáng sinh cơ, trở nên xanh biếc đứng lên, nhánh cây, lá cây, đều là tại kiên định tiếp tục mọc ra, nổi bật ra cực kỳ cứng cỏi sinh cơ lộc minh gương mặt xinh đẹp lạnh như băng đứng lên nhưng trong lòng thì có chút khó có thể tin bởi vì cây này lý lạc lấy tự thân mộc tướng tướng tính chỗ diễn biến đại thụ chỗ có được sức khôi phục cùng cứng chắc trình độ có chút vượt quá tưởng tượng lý lạc thủ đoạn như vậy nàng không phải là không có gặp qua trước kia nàng cũng cùng có được mộc tướng người giao thủ qua nhưng mà đối phương mộc tướng tướng tính chỗ diễn biến phòng hộ cơ hồ là tại nàng lôi đình bên dưới trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ cái gọi là mộc tướng sức khôi phục tại trước mặt lực lượng tuyệt đối không hề có tác dụng nhưng lý là cây to này lại là dị thường ương ngạnh là bởi vì thủy tướng ra chỉ sao lộc minh đôi mi thành tú khóa chặt nhưng chỉ là thủy tướng chi lực cũng chưa chắc có thể có như thế biến thái sức khôi phục a à. bất quá ta nhìn ngươi đến tột cùng có thể chống đỡ được mấy đợt công kích lộc minh ánh mắt lấp lóe cuối cùng hóa thành kiên quyết dưới mắt song phương đã tạo thành rằng co nàng chỉ có cưỡng ép phá hủy lý lạc cây kia mộc tướng đại thụ con đường này mà cái này cũng là lý lạc sau cùng phòng ngự chỉ cần bổ ra đại thụ trận này đấu pháp cũng liền có kết quả thế là lộc minh vươn tinh tế ngón tay đầu ngón tay có lôi quang nhảy vọt lôi quang nương theo lấy nó đầu ngón tay rơi xuống phảng phất là biến thành một đạo lôi văn đồng dạng lôi văn phóng lên tận trời dung nhập vào tầng tầng trong lôi vân ầm ầm lôi vân lập tức lại lần nữa kịch liệt cuồn cuộn đứng lên mười mấy hơi thở về sau như cự mãng giống như lôi đình đúng là phô thiên cái địa gào thét mà xuống tiếng oanh minh vang vọng đất trời phanh 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 phía dưới đại thụ thì là vào lúc này bắt đầu tiếp nhận lên cái này như gió bão cuồng loạn công kích to lớn tán cây không ngừng bị phá hủy hết thảy đều là hóa thành cháy đen nhưng ở cái kia đầy trời lôi đình phong bạo bên trong đại thụ an tĩnh cắm dễ ở trên đại địa thừa nhận lôi đình phong bạo tẩy lễ bất luận cấp độ kia thế công là bực nào mãnh liệt nó đều là không nhúc nhích tí nào hiển lộ ra kinh người tính cứng cỏi một màn này rơi vào tháp lâu trước tất cả mọi người trong ánh nhìn chăm chú tần trục lộc lã thanh nhi bọn hắn đều là sắc mặt ngưng trọng bọn hắn hiển nhiên là không nghĩ tới lý lạc vậy mà lại lựa chọn loại phương thức này đến ứng đối lộc minh đánh tung mãnh liệt nổ đây là song phương tướng tính đấu sức tố tâm phó viện trưởng cũng là đang nhìn chăm chú bên này. Trong con người của nàng lướt qua một vòng vẻ tán thán. Lý lạc ứng đối rất lý trí. Lộc minh huyễn trận lợi hại liền lợi hại đang biến ảo khó lường. Một khi lâm vào trong đó, tự nhiên là đã rơi vào nàng trong khống chế. Nhưng lý lạc rơi vào trong đó, cũng không có bối rối. Mà là khai thác không đổi biện pháp, tại hắn loại này đứng im bất động giống như phòng ngự dưới. Lộc minh huyễn trận kỳ thật đã bị hắn khắc chế bất quá cứ như vậy mà nói lý lạc y nguyên vẫn là ở vào bị động trong phòng ngự dù sao hắn loại tình huống này cũng không có cách nào phá trận mà ra mà chỉ cần không cách nào phá trận lộc minh trung quy vẫn là có một ít ưu thế nhưng không có cách lộc minh cũng là song tướng hơn nữa còn là hóa tướng đoạn đệ tam biến đây vốn là dẫn trước tại lý lạc lý lạc có thể đem cục diện biến thành dạng này có lẽ đã là rất khá mà lúc này không chỉ có là thánh huyền tinh học phủ bên này học viên. Tại tòa này chén thánh trong không gian, mặt khác tháp lâu trước, tất cả người bị đào thải, đồng dạng là đang ngó chừng trận này kịch liệt rằng co. Bọn hắn đều muốn biết, dưới loại tình huống này, cuối cùng thắng được người, thì là ai, ầm ầm, cuồng bạo tiếng sấm vang dội không thôi, biển hoa đã sớm bị tàn phá thành đầy đất bừa bộn. Mảnh này trong huyễn trận, chỉ có một gốc kia đại thụ chỗ phạm vi còn chưa từng cháy đen. Lý Lạc ngửa đầu, sắc mặt ngưng trọng nhìn qua cái kia đầy trời lấp lé lôi đình. Mộc tướng đại thụ tại loại oanh kích này bên dưới không ngừng phá toái. Lại không ngừng thể hiện ra ương ngạnh cùng cứng cỏi. Nhanh chóng sinh trưởng bước phát triển mới cành lá. Chống cự lấy xét đánh. Hắn có thể cảm giác được thể nội tướng lực đang nhanh chóng bị tiêu hao. Nhưng nghĩ đến Lộc Minh cũng là không sai biệt lắm. Thế là hắn khẽ cười một tiếng. Nói, Lộc Minh, cục diện bây giờ có chút thoát ly dự liệu của người a à, trong huyễn trận rất nhanh có lấy lộc minh tiếng hử lạnh vang lên lý lạc người thật sự để cho ta có chút ngoài ý muốn bất quá người cũng không cần thiết đắc ý người căn bản không phá được ta huyễn trận ở chỗ này người sớm muộn vẫn thua người bây giờ chủ động nhận thua còn có thể có chút thể diện lý lạc cười nói thua đều thua còn muốn cái gì thể diện cưỡng ép dãy rùa có ý nghĩa gì lộc minh âm thanh lạnh lùng nói xem ra ngươi cảm thấy mình là nắm chắc thắng lợi trong tay lý lạc nói ra hiện tại mặc dù ngươi còn có thể kiên trì nhưng thân ngươi chỗ trong huyễn trận quyền chủ động tại ta mà ngươi lại không cách nào tìm ta chân thân tiếp tục kéo dài mặc dù sẽ tiêu hao rất nhiều thời gian nhưng thắng lợi tất nhiên sẽ là ta lộc minh nói ra lý lạc cười cười thật sao nhưng là ta lại không cảm thấy như vậy lộc minh cười lạnh chỉ coi lý lạc đây là sau cùng mạnh miệng lý lạc thì là ngẩng đầu nhìn cái kia đầy trời lôi đình mượn nhờ tam vĩ thiên lang lực lượng muốn mạnh mẽ phá trận cũng không khó nhưng đây cũng không phải là là tại lựa chọn của hắn bên trong hắn còn có mặt khác thủ đoạn mà lại cũng đã thành công áp dụng lộc minh ta muốn ta hẳn là muốn thắng hắn đột nhiên cười một tiếng nói ra lý lạc dựa vào nằm mơ thế nhưng là không thắng được lộc minh khinh thường nói lý lạc ngẩng đầu ánh mắt của hắn nhìn phía mộc tướng đại thụ. Đại thụ trải qua lôi đình vô số lần oanh kích, sớm đã có chút tàn phá, nhưng vẫn như cũ còn tại không ngừng khôi phục. Mà lý lạc ánh mắt, thì là nhìn về hướng tán cây nơi nào đó. Ở nơi đó trên nhánh cây, treo một viên trái cây màu đen. Trái cây đã lúc trước lôi đình oanh kích hạ phá vỡ đi ra. Trong bất chi bất giác, có lượn lờ hắc khí dâng lên, tán tại mảnh này trong huyễn trận. Lý Lạc bàn tay nắm lấy huyền tượng đao, giơ lên mặt khác một cánh tay, chỉ thấy ở trên cánh tay, màu đen khí độc chẳng biết lúc nào đã lan tràn ra. Nửa cái cánh tay huyết nhục đều bị khí độc ăn mòn. Trở nên một mảnh đen kịt, Lý Lạc trong tay huyền tượng đao trực tiếp vẽ lên đao quang gọt qua. Sau đó Lý Lạc trên cánh tay mảng lớn màu đen huyết nhục bị sinh sinh róc xương lóc thì xuống tới. Thậm chí lộ ra trắng hếu xương cốt, Lý Lạc kêu lên một tiếng đau đớn, lập tức thôi động thể nội tướng lực hóa thành trị liệu chi lực. Lập tức trên cánh tay huyết nhục nhúc nhích đứng lên, bắt đầu thời gian dần trôi qua khôi phục, người điên rồi, lý là cái này tự mình hại mình một màn rơi xuống trong huyễn trận Lộc Minh trong mắt. Lập tức nhịn không được kinh ngạc lên tiếng, nhưng mà, nàng lần này thanh âm vừa mới rơi xuống, nàng cũng cảm giác được thể nội đột nhiên truyền đến kịch liệt nhói nhói cảm giác. Thậm chí ngay cả thể nội tướng lực đều là vào lúc này bắt đầu hỗn loạn đứng lên. Chuyện gì xảy ra, Lộc Minh quá sợ hãi? nàng vội vàng giơ tay lên, chỉ thấy trong lòng bàn tay, đúng là có một màn màu đen độc ban đang dần dần khuếch tán. Khí độc kia dị thường bá đạo, những nơi đi qua, ngay cả nàng tự thân tướng lực đều là tại nhau nhau tán loạn. Chúng độc, lộc minh trong lòng có vô tận hàn ý thăng lên, nhưng là làm cho nàng kinh hãi là, nàng đến tột cùng là lúc nào chúng độc, là lý lạc làm, hắn làm sao làm được. Chương 504, Lộc Minh đào thải. Khi Lộc Minh nhìn xem trắng nõn lòng bàn tay một màn kia trướng mắt màu đen độc ban lúc, cả người đều là mờ mịt cùng kinh dị, nàng không thể nào hiểu được một màn này, nên biết nàng cả người giấu ở trong huyễn trận, căn bản cũng không có cùng lý là có tiếp xúc, nhưng vì sao hay là sẽ bị khí độc xâm nhập thể nội. Hỗn đàn, bất quá rất nhanh, Lộc Minh hay là tỉnh táo lại, lãnh diễm gương mặt xinh đẹp khá khó xử nhìn, vội vàng vận chuyển thể nội tướng lực đối với lòng bàn tay độc ban dũng mãnh lao tới ý đồ đem khí độc hóa giải xua tan nhưng ngay lúc đó nàng liền minh bạch cử động lần này là dư thừa bởi vì khi nàng thể nội tướng lực cùng độc ban kia tiếp xúc lúc khí độc lại là hiển lộ ra cực kỳ kinh người độc tính trong lúc nhất thời ngay cả trong cơ thể nàng tướng lực đều có bị ô nhiễm dấu hiệu lộc minh lập tức bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng thật là khủng khiếp khí độc thậm chí ngay cả tướng lực đều có thể ăn mòn Lộc Minh chỉ có thể lấy tướng lực hình thành phong tỏa để tránh khí độc tại thể nội tùy ý khuếch tán, nhưng kể từ đó nàng liền lại không cách nào duy trì huyễn trận, thế là nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình khổ tâm kiến tạo huyễn trận và lúc này bắt đầu kịch liệt hỗn loạn đứng lên, biển hoa bắt đầu lui tán, đầy trời lôi vân cũng là tiêu tán theo. Lý Lạc nhìn qua hoàn cảnh bốn phía lại lần nữa hóa thành trước đây trong rừng đất trống, sau đó nghiêng đầu nhìn qua xuất hiện tại cách đó không xa bóng người sinh sắn kia cười nói, Lộc Minh, xem ra người huyễn trận, tự sụp đổ, Lộc Minh gương mặt xinh đẹp âm tình bất định, nói, Lý Lạc, ta lúc nào trúng độc, Lý Lạc cười cười, duỗi ra ngón tay chỉ hướng ngọn cây, Lộc Minh ánh mắt ném đi, chính là nhìn thấy viên kia phá toái trái cây màu đen. Lúc này đồng tử hơi co lại, nói, người đem khí độc ngưng kết thành một viên trái cây, thừa dịp ta phát động lôi đình thế công lúc đem nó đánh tan. Khí độc phát ra tại trong huyễn trận, ở thiên địa năng lượng hỗn hợp, mà ta tại phát động công kích thời điểm, cần hấp thu đại lượng năng lượng thiên địa, mà khí độc, liền nhờ vào đó xâm nhập trong cơ thể của ta. Lý Lạc giơ ngón tay cái lên, hoàn toàn chính xác, nhưng mà lộc minh nhưng không có nửa điểm cao hứng, ngược lại tức giận đến ngực khó chịu, cắn răng nói, người dạng này khó tránh khỏi có chút thắng mà không võ A, à, lại còn chơi hạ độc một bộ này. Lý Lạc cười nói, kỳ thật nếu như người có thể cẩn thận một chút mà nói, không khó lắm phát hiện những cái kia dung nhập năng lượng thiên địa chúng độc khí. Dù sao ta cũng không phải thật hạ độc người trong nghề. Loại thủ pháp này chỉ có thể nói là vụng về. Lộc Minh yên lặng, nàng đương nhiên minh bạch lần này sẽ trúng chiêu là bởi vì nàng chưa từng nghĩ tới phương diện này sự tình. Dù sao Lý Lạc cũng không phải độc tướng, mà lại loại độc này cũng là không khác biệt công kích. Cũng không phải là hoàn toàn thụ ta khống chế. Lý Lạc đứng dậy, nâng lên tràn đầy máu tươi cánh tay phía trên huyết nhục tại mới vừa rồi bị hắn nạo tốt một mảnh nhìn qua đặc biệt thảm liệt đây cũng là ta một loại thủ đoạn tựa hồ cũng không tính làm trái quy tắc cái kia xâm nhập lộc minh thể nội độc khí đúng là hắn trước đó từ thể nội song trọng dị độc bên trong rút ra đi ra khí độc những khí độc này bị hắn rót đầy hai cái tướng lực phao ẩn tàng ở thể nội mà trong chiến đấu mới vừa rồi hắn liền phá toái một viên tướng lực phao đem bên trong khí độc dẫn đạo đi ra tạo thành viên kia khí độc trái cây. Chỉ bất quá chính như hắn nói, khí độc này kỳ thật không tính là hắn tự thân năng lực. Hắn cũng không có cách nào hoàn toàn khống chế, cho nên tại vận chuyển khí độc lúc, ngay cả hắn tự thân cũng là nhận lấy ăn mòn. Cho nên hắn vừa rồi quả quyết gọt thịt phá độc, kỳ thật muốn phá giải ngươi huyễn trận này hoàn toàn chính xác thật phiền toái. Ta ngược lại thật ra có thủ đoạn khác, nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn là như vậy đơn giản nhất thuận tiện. Lý Lạc nói ra lộc minh bĩu môi người liền thổi a à, còn có thủ đoạn khác tin người mới là lạ bất quá nàng cũng là không nói gì nữa thắng mà không võ ngây thơ lời nói lý lạc chiêu này khí độc ăn mòn kỳ thật cực kỳ tinh diệu mà nàng bởi vì có huyễn trận che lấp ngược lại không có loại này lòng đề phòng cho nên triệt để đã rơi vào lý lạc mũ bên trong kẻ thắng làm vua nàng cũng không phải là cái gì người thua không trả tiền chỉ là hơi có chút không cam tâm mà thôi cho ta thuốc giải Nàng vươn tay ra, âm thanh lạnh lùng nói. Lý Lạc lập tức có chút xấu hổ. Hắn lộ ra chính mình cái kia đẫm máu cánh tay. Nói, người cảm thấy nếu như ta có giải dược mà nói. Có thể như vậy đến giải độc sao? Kỳ thật ngươi khí độc này ăn mòn còn không tính sâu. Ta giúp ngươi gọt hai đao. Khí độc liền sẽ tán rất nhiều. Hắn dẫn theo đao đi hướng Lộc Minh. Lộc Minh nghe vậy, vội vàng lui lại hai bước. Mày liễu dựng thẳng mà nói. Ngươi cách ta xa một chút ta không muốn như ngươi loại này giải độc phương thức nói đùa thật giống lý lạc như thế gọt thịt hai đao vạn nhất lưu lại cái gì vết sẹo làm sao bây giờ nàng cũng không phải lý lạc loại này tháo hán lý lạc dừng bước lại bất đắc dĩ nói vậy ngươi liền chính mình nhận thua đi đào thải sau ngươi đi tìm các ngươi học phủ người hoặc là chén thánh chiến người giữ gìn trật tự bọn hắn nhất định có thể giúp ngươi giải độc lộc minh cảm thấy cực kỳ biệt khuất lúc đầu cục diện đều tại nàng trong khống chế cho dù lý lạc tế ra cái kia tướng tính đại thụ đến cùng nàng so đấu tiêu hao nhưng tối thiểu nàng hay là đứng ở thế bất bại dù sao thân ở huyễn trận đây là nàng sân nhà nhưng nàng làm sao đều không có nghĩ đến lý lạc chiêu này khí độc ăn mòn đưa nàng một chút ưu thế đều phá giải đừng căm giận bất bình người ở trong lòng huyết hỏa vực âm ta một thanh ta hiện tại hố trở về chúng ta cũng coi là không ai nợ ai lý lạc cười trần an nói lộc minh hừ lạnh một tiếng nói ngươi coi như dựa vào cái này tiểu thông minh thắng ta một trận cuối cùng kia ngươi làm sao sống nếu như không ngoài sở liệu của ta mà nói tôn đại thánh chỉ sợ là ngăn không được cảnh thái hư cho nên cái kia quyết chiến tất nhiên là ngươi cùng cảnh thái hư ở giữa chiến đấu lý lạc cười nói đây chẳng phải là chính hợp ý ta hắn chờ chính là cảnh thái hư khẩu khí cũng không nhỏ lộc minh chân mày cau lại nói ngươi đánh với ta đều phiền toái như vậy còn muốn cùng cảnh thái hư đấu Người gặp phải hắn chẳng phải là tặng không hắn một cái mạnh nhất xương hào ta nói nếu không ngươi bây giờ nhận thua ta đi đối phó cảnh thái hư nếu như sau đó thành ta có thể đem mạnh nhất xương hào đạt được chỗ tốt phân ngươi một nửa lý lạc không nhịn được cười ra tiếng lộc minh người tính toán này cũng đã có quá tốt rồi một chút a à, lộc minh thản nhiên nói nói thật mà thôi ta đối đầu cảnh thái hư phần thắng so với người cuối cùng cao hơn một chút. Ta đúng vậy cho rằng như vậy. Lý Lạc lắc đầu, nghiêm túc nói, mà lại ta thế nhưng là đáp ứng người. Nhất định phải tự mình đem cảnh thái hư thu thập một trận. Nếu như làm không được mà nói, ta có thể sẽ bị bạo lực gia đình. Lộc Minh thấy thế cũng liền không còn trên cái đề tài này nhiều lời. Nàng lúc đầu cũng không nghĩ tới Lý Lạc sẽ đáp ứng. Chỉ là muốn làm một điểm cuối cùng dễ dụa thôi. Bất kể như thế nào, người thắng ta vốn là nên ngươi đi tham gia cuối cùng trận kia quyết chiến bất quá ta tiếp xuống cũng sẽ thời khắc chú ý ngươi hy vọng biểu hiện của ngươi sẽ không để cho ta quá thất vọng nếu như ngươi để cảnh thái hư dễ dàng liền lấy được mạnh nhất học viên danh hiệu nói vậy ta sẽ cảm thấy ta lần này thua ngươi thật là một trận sỉ nhục câu nói này rơi xuống về sau lộc minh chính là trực tiếp lấy ra linh hồ lô sau đó một tay lấy nó bóp nát lập tức một đạo quang mang từ trên trời giáng xuống đưa nàng thân ảnh bao khỏa, nhanh chóng phóng lên tận trời, biến mất không thấy gì nữa. Lộc Minh, bị đào thải, Lý Lạc nhìn qua nàng biến mất thân ảnh, cũng là nhẹ nhàng thở ra một hơi. Cứ như vậy, hắn liền xem như chân chính tiến vào quyết chiến. Hắn hơi chút chỉnh đốn, sau đó chính là cất bước dọc theo đường núi tiếp tục mà lên. Sau đó đường núi dị thường yên tĩnh thuận lợi, không có gặp phải bất kỳ ngăn cản. Như vậy ước chừng mười mấy phút sau, Lý Lạc lên núi đỉnh mà khi hắn đi đến đỉnh núi thời điểm, bước chân chậm rãi ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía phía trước cách đó không xa, nơi đó mây mù lượn lờ bên vách núi, một bóng người đứng chắp tay, chính ở trên cao nhìn xuống quan sát Long Cốt đảo, cái bóng lưng kia cũng không lạ lẫm, quả nhiên là cảnh thái hư, hiển nhiên, cái kia nắm giữ lấy cái gọi là phong hầu thuật tôn đại thánh, cũng bị hắn cho đào thải. Chương 505, cùng thi triển át chủ bài, trên đỉnh núi mây mù lượn lờ, khi lý lạc trông thấy cảnh thái hư thân ảnh lúc người sau đồng dạng là có chỗ phát giác sau đó chậm rãi xoay người lại nhìn qua lý lạc lý lạc người quả nhiên không có ở trên long huyết hỏa vực bị đào thải cảnh thái hư nhìn xem lý lạc giống như cũng không có quá nhiều kinh ngạc ngược lại là khẽ cười một tiếng nói ra bất quá ngươi có thể đi đến nơi này chính nói rõ ta dự cảm là đúng ngươi mới là lần này viện cấp thi đấu phía trên đối với ta uy hiếp lớn nhất người lý lạc nhìn chằm chằm cảnh thái hư lúc này người sau quần áo hơi có chút tổn hại hiển nhiên trước đó cùng tôn đại thánh cũng là đã trải qua một trận đại chiến cực kỳ kịch liệt xem ra tôn đại thánh không có ngăn lại ngươi lý lạc chậm rãi nói hắn trước đây cũng cùng tôn đại thánh giao thủ qua biết được đối phương cường hãn mà lại nghe nói tôn đại thánh người mang phong hầu thuật đây chính là cực kỳ khủng bố át chủ bài mà cảnh thái hư có thể đánh bại tôn đại thánh đi vào đỉnh núi hiển nhiên đây là chịu đựng lấy tôn đại thánh phong hầu thuật. Điểm này, liền có chút đáng sợ, cảnh thái hư mỉm cười nói, người cũng không cần đem tôn đại thánh phong hầu thuật nghĩ thật đáng sợ. Mà lại từ nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói, hắn vậy cũng cũng không phải là chân chính phong hầu thuật. Chỉ là một loại mưu lợi, mọi người đối với hắn truyền ngôn có chỗ phóng đại, đương nhiên. Cho dù là một loại mưu lợi không trọn vẹn phong hầu thuật, cái kia uy lực cũng vượt qua tưởng tượng của ta nếu như không phải ta cũng có chút lá bài tẩy nói. Chỉ sợ thật đúng là sẽ bị hắn đào thải. Dù sao, đây chính là chỉ có phong hầu cường giả mới có thể khống chế tướng thuật. Hắn ngôn ngữ khiêm tốn, kỳ thực mang theo có chút ít tự ngạo chi ý, ngược lại là ngươi. Lại có thể đánh bại lộc minh, mới khiến cho ta có chút ngoài ý muốn. Dù sao bất luận từ cái gì góc độ đến xem, lộc minh hẳn là đều muốn áp chế ngươi một đầu. Hắn đánh giá lý lạc, nói ra mưu lợi mà thôi, Lý Lạc cười nói, loại cấp bậc này đánh cờ bên trong, nhưng không có mưu lợi, Lý Lạc, người quá khiêm nhường, cảnh thái hư lắc đầu, vậy thật đúng là phải cảm ơn ngươi coi trọng, Lý Lạc bàn tay nắm một cái, huyền tượng đao xuất hiện ở trong tay của hắn, phong cách cổ xưa pha tạp thân đao lưu chuyển lên hàn quang, hắn ánh mắt bình thản nhìn chăm chú lên cảnh thái hư, nói, bất quá vừa vặn, giữa chúng ta cửu oán. Cũng có thể ở chỗ này kết một chút cảnh thái hư cười nói là bởi vì trước đây những chuyển đơn kia sao kỳ thật vậy cũng chuyện không liên quan đến ta đó là học phủ vì nhằm vào khương thanh nga dù sao tam tinh viện viện cấp thi đấu bên trong khương thanh nga quá mạnh kỳ thật đem nàng gây sinh khí là một cái hành vi rất ngu xuẩn lý lạc thản nhiên nói các ngươi tam tinh viện vị kia lục kim từ có thể sẽ bị đánh rất thảm nếu như không phải nơi này không thể giết người mà nói các ngươi khả năng đều có thể giúp hắn nhặt xác có lẽ vậy cảnh thái hư nhún vai nói chuyện bên kia ta có thể không quản được ta chỉ cần đem nhất tinh viện mạnh nhất xưng hào nắm bắt tới tay là được rồi vậy thì phải hỏi một chút đau trong tay của ta lý lạc chậm rãi dơ lên huyền tượng đau cảnh thái hư nghe vậy mỉm cười nói lý lạc ngươi thật sự cho rằng ngươi đấu qua được ta sao hắn chậm rãi bước ra một bước oanh trong nháy mắt đó có kinh người tướng lực bỗng nhiên từ nó thể nội bộc phát mà ra tướng lực kia như gió lốc màu xanh giống như gào thét tại sau người nó giữa thiên địa chung quanh trên mặt đất lập tức xuất hiện từng đạo thật sâu vết rách một cỗ cường đại tướng lực cảm giác áp bách chậm rãi phát ra lý lạc sắc mặt lập tức có chút biến hóa bởi vì nguồn tướng lực này cảm giác áp bách không phải hóa tướng đoạn đệ tam biến người đã bước vào đến hóa tướng đoạn đệ tứ biến lý lạc nhìn chằm chằm cảnh thái hư Thành âm cũng là trở nên trầm thấp đứng lên. Nguyên lai like đây chính là cảnh thái hư ẩn tàng át chủ bài. Hắn không phải đệ tam biến, mà là đệ tứ biến. Bất quá chẳng biết tại sao cảnh thái hư tướng lực dường như cũng không có như vậy vững chắc. Có chút phù phiếm cảm giác. Hoặc hứa cảnh thái hư loại này đột phá cũng không phải hoàn toàn là dựa vào tự thân chi lực. Bất quá cái này cũng không quan hệ đáng ngại. Có thể tại nhất tinh viện lúc liền đạt tới loại trình độ này. Cái này cảnh thái hư thật đúng là lợi hại tuy nói cái này tất nhiên là có chén thánh chiến tiến đến học phủ sẽ dành cho rất nhiều khan hiếm tài nguyên tu luyện ủng hộ nguyên nhân nhưng cái này y nguyên có thể nhìn ra cảnh thái hư thiên phú cùng năng lực dù sao hắn nhớ kỹ liền ngay cả khương thanh nga ban đầu ở nhất tinh viện cuối năm lúc cũng chỉ là hóa tướng đoạn đệ nhị biến chỉ ít mặt ngoài như vậy dù sao khi đó cũng không có người làm cho nàng chân chính hiển lộ không thực lực đương nhiên Khương Thanh Nga tình huống có chút đặc thù, cũng không thể dùng để làm làm cân nhắc chỉ số, bởi vì chỉ là nàng cái kia bản thân áp chế, liền có thể để cho người ta đoán không ra tiến độ tu luyện của nàng. Cho nên ở trong mắt rất nhiều người, Khương Thanh Nga thực lực là thần bí, vốn còn muốn nhiều ẩn tàng một chút, nhưng vừa rồi cùng tôn đại thánh lúc giao thủ, hắn cái kia phong hầu thuật làm cho ta không thể không giải khai ẩn tàng. Đem cái này đệ tứ biến thực lực bạo lộ ra, cảnh thái hư có chút tiếc nuối nói ra nếu như không phải tôn đại thánh mà nói, hắn ngược lại là có thể đem như vậy át chủ bài tiếp tục ẩn giấu đi. Đợi đến thời điểm cùng Lý Lạc giao phong lúc, đột nhiên bộc phát, chắc hẳn có thể trực tiếp làm cho Lý Lạc trở tay không kịp. Trong lật tay bị hắn chỗ chấn áp, bất quá cũng không quan trọng, nếu không có khả năng xuất kỳ bất ý, vậy liền trực tiếp đường đường chính chính đánh tan Lý Lạc đi. Hóa tướng đoạn đệ tứ biến thực lực, cho hắn đầy đủ lòng tin, Lý Lạc, giữa chúng ta tướng lực chênh lệch thật lớn. Không phải ngươi sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào có thể bù đắp. Nếu như ngươi chỉ có hiện tại trình độ, như vậy trận quyết chiến này, không có ý tứ, ta thắng chắc." Lý Lạc nhìn qua thần sắc ung dung tự tin cảnh thái hư. Cũng tịnh không có cãi lại lời nói của đối phương, người sau người mang hư cửu phẩm phong tướng, thực lực bản thân vốn là viễn siêu người cùng đẳng cấp. Bây giờ thực lực lại tăng lên tới hóa tướng đoạn đệ tứ biến. Từ các loại phương diện tới nói đều xa xa siêu việt hắn cho dù hắn người mang song tướng cũng không có khả năng vượt hai cấp đi chiến thắng loại tầng thứ này cường địch dù sao lấy song phương điều kiện tới nói ai còn chưa từng làm vượt cấp thắng địch sự tình đâu bất quá lý lạc cũng tịnh chưa lộ ra thất kinh ngược lại là cảm thán nói hóa tướng đoạn đệ tứ biến này cũng đích thật là có chút vượt quá dự liệu của ta cảnh thái hư hai mắt nhắm lại nhìn qua lý lạc hơi kinh ngạc nói ngươi vậy mà không sợ xem ra ngươi quả nhiên cũng cất dấu át chủ bài lý lạc cười nói cũng là không tính là cất dấu át chủ bài nói đến kỳ thật còn phải cám ơn ngươi ngươi hại ta tại long huyết hỏa vực dừng lại thêm rất nhiều thời gian thực cũng đã ta có một chút những thu hoạch khác hắn đồng dạng là tiến lên một bước trong nháy mắt đó trên thân thể hắn có hùng hồn tướng lực chảy xuôi mà ra cùng lúc đó từ trên thân lý lạc phát ra tướng lực uy áp cũng là tại liên tục tăng lên đó là bước vào hóa tướng đoạn đệ tam biến. Kỳ thật này cũng cũng không phải là quá mức ngoài ý muốn sự tình. Tại chén thánh chiến lúc bắt đầu, Lý Lạc đã là hóa tướng đoạn đệ nhị biến đỉnh phong. Khoảng cách đệ tam biến cũng liền khoảng cách nửa bước mà thôi. Mà trước đây tại trong long huyết hỏa vực kia một phen đi lại. Lệnh bài màu đen đã hấp thu không ít long huyết chi hỏa. Cũng làm cho Lý Lạc dính một chút chỗ tốt. Hắn tự thân tướng lực, cũng là vào lúc đó liền xảy ra lần danh đột phá. Chỉ bất quá hắn ngay từ đầu cũng là đánh lấy cùng cảnh thái hư giống nhau chủ ý, muốn tận khả năng đem loại này đột phá áp chế lại. Đợi đến thời điểm xuất kỳ bất ý âm đối phương một thanh. Cho nên cho dù trước đó cùng Lộc Minh giao thủ, hắn cũng chưa từng bại lộ, nhưng bây giờ nhưng lại không thể không đem áp chế buông ra. Bởi vì cảnh thái hư thực lực đã thu được tăng lên cực lớn. Nếu như hắn còn ẩn tàng mà nói, tất nhiên sẽ bỏ ra cái giá không nhỏ. Không phải liền là lâm trận đột phá a, cũng không phải cỡ nào hiếm có sự tình. Lý Lạc xòe bàn tay ra, hắn cảm thụ được thể nội trở nên càng hùng hồn tướng lực. Vừa cười vừa nói, cảnh thái hư cũng là có chút yên lặng, toàn tức nói, tăng lên tới hóa tướng đoạn đệ tam biến, cũng không thay đổi được cái gì, tại tướng lực đẳng cấp phía trên ta y nguyên còn có ưu thế. Lý Lạc nghe vậy lại là cười cười, nói, coi là cái này kết thúc, cảnh thái hư đôi mắt có chút ngưng tụ lý lạc bàn tay nắm một cái một viên xích hồng long châu xuất hiện ở trong tay nó chính là lệnh bài màu đen nuốt long huyết chi hỏa ngưng luyện đi ra đồ vật tại ở trong đó không chỉ có ngưng tụ long huyết chi tinh trong đó còn hội tụ bàng bạc năng lượng thiên địa lý lạc đem xích hồng long châu trực tiếp bỏ vào trong miệng một chớp mắt kia dường như có như có như không tiếng long ngâm trong đầu quanh quẩn đứng lên ngay sau đó một cỗ năng lượng cuồng bạo như hồng lưu giống như từ hắn thể nội bộc phát ra. Lý Lạc thể nội phát ra tướng lực ba động, lại lần nữa tăng vọt. Lần này, cảnh thái hư sắc mặt, rốt cục dần dần trở nên đến ngưng trọng lên. Bởi vì lúc này Lý Lạc, tướng lực ba động, đã không kém gì hắn. Hắn dự cảm quả nhiên không có phạm sai lầm. Lý Lạc này, mới là lần này viện cấp thi đấu phía trên nguy hiếp lớn nhất. Nhưng cảnh thái hư cũng không có kinh hoàng, ngược lại là nở nụ cười. Bàn tay nắm một cái, màu xanh quạt ba tiêu thoáng hiện đi ra, bất quá, đánh bại loại cường địch này, đạt được mạnh nhất xương hào, mới có thể để cái danh xưng này càng thêm có hàm kim lượng. Không phải sao, chương 506, cửu phẩm Linh Sứ, ta dựa vào, Lý Lạc có chút mãnh liệt A, à, chẳng lẽ hắn cũng đạt tới hóa tướng đoạn đệ tứ biến sao? Thánh huyền tinh học phủ tháp lâu trước, ngu lãng nhìn qua trong phiến màn sáng kia Lý Lạc tăng vọt tướng lực ba động mặc dù hắn không có cách nào tự thể nghiệm cảm thụ lý lạc tán phát tướng lực uy áp nhưng từ cái kia cỗ thanh thế đến xem hiển nhiên đã là bắt đầu ở cùng cảnh thái hư tương xứng không nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói lý lạc tướng lực đẳng cấp hẳn là hóa tướng đoạn đệ tam biến lúc này hắn tướng lực tăng vọt nhiều như vậy là bởi vì hắn nuốt viên kia xích hồng hạt châu nguyên nhân bạch đậu đậu cẩn thận nhìn một hồi nói ra loại này tăng lên hẳn là chỉ là tạm thời bất quá dùng để ứng đối trận quyết chiến này chắc là đủ. Dạng này mới tính được là là chân chính Đông vực thần châu nhất tinh viện bên trong mạnh nhất chiến đấu. Tần Trục Lộc nhếch miệng cười nói, trong ánh mắt của hắn tràn đầy nóng bỏng chiến ý cùng hướng tới. Lại chiến đấu này mới là hắn mong đợi, nhưng là đáng tiếc, hắn không thể không thừa nhận, hắn hiện tại đã bị lý lạc, cảnh thái hư vung ra sau lưng, bất quá hắn tin tưởng đây chỉ là tạm thời, chờ lần này chén thánh chiến sau khi kết thúc, hắn muốn xin mời thường chú ám quật chỉ có vào thời khắc đó đều có nguy hiểm tính mạng trong hiểm địa mới có thể đem tiềm lực của một người hoàn toàn bạo phát đi ra hắn tu luyện còn chưa đủ ác cũng không biết lý lạc có thể hay không đánh thắng cảnh thái hư đây chính là một bước cuối cùng nếu như thủ thắng nói lần này mạnh nhất nhất tinh viện xương hào liền đem rơi xuống chúng ta thánh huyền tinh học phủ trong tay y lạp sa cảm thán nói Lã Thanh Nhi cũng là ngẩng thon dài trắng nõn cái cổ, Thủy Linh đôi mắt nhìn chăm chú trong màn sáng rằng có hai bóng người, nói: Lý Lạc nhất định sẽ thắng. Vậy cũng không nhất định. Cảnh Thái hư quá mạnh. Một bên Vương Hà Cưu có chút e ẩm nói ra. Lã Thanh Nhi cười nhạt một tiếng, nói: Tại vừa tiến vào Thánh Huyền Tinh Học phủ lúc, các ngươi cũng cảm thấy Lý Lạc không có khả năng trở thành Nhất Tinh Viện người thứ nhất. Nhưng bây giờ đâu? Vương Hà Cưu yên lặng, lộ vẻ tức giận nói người cũng quá mù quáng lý lạc lần này gặp phải thế nhưng là cảnh thái hư đó là chúng ta những người này có thể so sánh sao cảnh thái hư thì như thế nào bất quá là hư cửu phẩm thôi hắn không phải là lý lạc gặp mạnh nhất địch nhân chỉ là hắn không ngừng leo lên trên đường một cái người tôi luyện mà thôi đánh bại hắn lý lạc liền sẽ đi được càng xa ta tận mắt nhìn thấy hắn từ cái kia cơ hồ tuyệt cảnh không tướng bên trong đứng lên cảnh thái hư mạnh hơn còn có thể so không tướng mang tới tuyệt vọng mạnh hơn sao? Lý Lạc có thể đánh bại không tướng tuyệt cảnh, vì sao lại sẽ sợ một cái cảnh thái hư, mà lại cảnh thái hư bây giờ có thể dẫn trước Lý Lạc nửa bước? Bất quá cũng là bởi vì Lý Lạc lúc trước bị không tướng chậm trễ một chút thời gian mà thôi. Lã thanh nhi thanh âm thanh lãnh, nhưng mà trong đó kia lại là ẩn chứa đối với Lý Lạc cực kỳ mãnh liệt lòng tin. Những tin này tâm cũng không phải là trống rỗng mà đến mà là nàng tận mắt chứng kiến lấy lý lạc từ cái kia nam phong học phủ không tướng trong tuyệt cảnh từng bước một đi ra. Cuối cùng đi đến thánh huyền tinh học phủ, thậm chí còn trở thành trong tân sinh người thứ nhất. Người như vậy, tại lã thanh nhi trong lòng ưu tú, không người có thể so. Lần này, tất cả mọi người không phản đối, ngay cả vương hạc cưu, đô trạch bắc hiên đều là trầm mặc lại. Bởi vì lã thanh nhi nói rất đúng, lý lạc chứng kiến qua tuyệt cảnh chân chính, cái kia cái gọi là không tướng đủ để cho bất luận kẻ nào đánh mất hy vọng nhưng hắn lại là sinh sinh từ trong tuyệt cảnh kia bò lên có lẽ cũng chính là hắn loại tâm tính này mới có thể để cho hắn ở trong tân sinh trổ hết tài năng bọn hắn trong ngày thường chỉ là gặp đến lý lạc dáng tươi cười ôn hòa bên trên tùy tính nhưng lại không thể nhìn thấy nụ cười kia dưới thiếu niên có tính bền dẻo khi lã thanh nhi bọn hắn tại tranh chấp thời điểm lý lạc lại là tại cảm thụ được thể nội lưu động hùng hồn tướng lực cỗ tướng lực kia so với một lát trước đó, cường hãn mấy lần không thôi, tự thân hóa tướng đoạn đệ tam biến tăng lên, cùng xích hồng long châu cung cấp năng lượng tăng phúc, đây là ngoài định mức thu hoạch, nguyên bản lý là coi là nó chỉ là đơn thuần hậu thiên chi tướng tài liệu luyện chế. Nhưng ở thu hoạch được về sau, hắn tiến hành một chút thăm dò, từ đó phát hiện xích hồng long châu mặt khác nhất trọng công hiệu. Chỉ bất quá loại này tăng lên trung quy là mượn nhờ ngoại lực. Cho nên có thời gian hạn chế một khi chờ hắn đem Long Châu lấy ra về sau, Tăng Phúc cũng sẽ biến mất theo, bất quá bất kể như thế nào. Hắn hiện tại, từ tướng lực hùng hậu góc độ, chỉ sợ cũng không yếu tại cảnh thái hư cái này chân chính hóa tướng đoạn đệ tứ biến. Trận quyết chiến này, xem như chân chính đi tới giống nhau hàng bắt đầu, ngược lại là xứng với quyết chiến không khí. Ông, Lý Lạc bàn tay nắm chặt huyền tượng đao, thể nội tướng lực chảy xuôi mà ra, thân đao vù vù chấn động ở giữa một đạo sáng tỏ tướng lực quang hoàn chính là tại trên thân đao nổi lên. Hắn đây là trực tiếp thúc dục hợp nhất cảnh song tướng chi lực. Hiển nhiên, đối mặt với cảnh thái hư loại cường địch này, Lý Lạc cũng không tính có bất kỳ thăm dò. Đó là không có chút ý nghĩa nào sự tình. Hưu, mũi đao chỗ, đao quang thủy mang phun ra nuốt vào lấy hiển hiện. Đao quang tùy ý xẹt qua, mặt đất trực tiếp bị cắt chém ra bóng loáng như gương vết tích. Hiển nhiên, nương theo lấy Lý Lạc lần này thực lực tăng lên hắn cái này thủy mang thuật cũng là lộ ra càng bá đạo. Lực cắt, lực xuyên thấu đều là lực sát thương mười phần. Lý Lạc ngẩng đầu, nhìn về phía cảnh thái hư ánh mắt, vào lúc này trở nên cực kỳ lạnh lẽo cùng băng hàn. Oanh, tiếp theo một cái chớp mắt, thân ảnh của hắn trực tiếp là mãnh liệt bắn mà ra. Trướng mắt đao quang giống như mặt biển nhấp nhô gợn sóng. Lôi cuốn lấy hàn khí bức người cùng sát cơ, không lưu tình chút nào đối với cảnh thái hư khi đầu phách chạm xuống đao quang chưa rơi dưới chân mặt đất đã bắt đầu nhanh chóng vỡ ra mà đối mặt với lý lạc tiến công cảnh thái hư trên mặt thì là mang theo nụ cười thản nhiên hắn hiển nhiên cũng không có bất luận cái gì lùi bước đạo lý bàn tay hắn nắm chặt chuôi kia màu xanh quạt ba tiêu quạt ba tiêu phía trên lưu động cuồng phong ô ô tiếng gió không nghe mà tại cán quạt vị trí có một đạo nhàn nhạt mắt vàng hiển hiện hiển nhiên cái này màu xanh quạt ba tiêu chính là cảnh thái hư vũ khí Đồng thời cũng là một thanh kim nhãn bảo cụ, chỉ là làm cho Lý Lạc ngoài ý muốn chính là, gia hỏa này không phải danh xưng Thánh Minh Vương Thương A cầm cái quạt ba tiêu là chuyện gì xảy ra? Lý Lạc, ngươi song tướng chi lực ta đã kiến thức qua, ta cảm thấy, có lẽ cũng nên để cho ngươi mở mang kiến thức một chút. Cửu phẩm tướng tính uy năng a, cảnh thái hư cười cười. Phong tướng chi lực tại hắn quanh thân tuôn ra, cuồng phong quấy tầng mây, trực tiếp là tạo thành một đạo to lớn lốc xoáy bão táp. Mà giờ khắc này, giữa thiên địa phong năng lượng cũng là tại lấy cảnh thái hư làm đầu nguồn. Cấp tốc vọt tới, thậm chí, ở trên thân cảnh thái hư, dường như xuất hiện một đạo nhàn nhạt hư ảnh. Hư ảnh cực kỳ thần diệu, trên đó lưu chuyển lên thanh quang. Đó là cực đoan thuần túy phong tướng chi lực. Lý là còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy thuần túy phong tướng chi lực. Mà khi cái bóng mở kia lúc xuất hiện, Lý Lạc có thể cảm giác được rõ ràng giữa thiên địa đối với cảnh thái hư dũng mãnh lao tới phong năng lượng trở nên càng bàng bạc đây hết thảy đều là bởi vì cái kia đạo thần bí hư ảnh ảnh hưởng đây là cửu phẩm phong tướng mới có thể có được thần bí đặc tính phong linh sứ lý lạc ánh mắt trở nên ngưng trọng lên cái gọi là cửu phẩm đặc tính nghe nói là chỉ có cửu phẩm tướng mới có thể sinh ra cùng có được đặc tính loại đặc tính này có thể tăng cường tướng lực bên trong ẩn chứa linh tính Đồng thời tăng lớn chủ nhân cùng thiên địa ở giữa năng lượng cảm giác, giúp đỡ có thể càng tùy tiện dẫn động năng lượng thiên địa. Mà lại, tại Phong Linh Sứ gia chỉ dưới, cảnh thái hư thi triển bất luận cái gì phong thuộc tính tướng thuật, quy lực đều sẽ thu hoạch được trình độ nhất định tăng cường. Cho nên loại đặc tính này cũng được xưng là Cửu phẩm linh sứ. Đây là độc thuộc về cửu phẩm tướng tính năng lực, liền như là song tướng giả song tướng chi lực đồng dạng. Đối với loại này đặc thù đặc tính, Lý lạc không tính quá lạ lẫm, bởi vì hắn ở trên thân khương thanh nga gặp qua, chỉ bất quá khương thanh nga quang minh linh sứ. So cái này cảnh thái hư loá mắt sáng chói quá nhiều, chỉ là làm cho lý lạc có chút không nghĩ tới chính là hắn coi là cửu phẩm linh sứ cần thật cửu phẩm tướng tính mới có thể sinh ra. Kết quả gia hỏa này hư cửu phẩm, vậy mà cũng có sao? Lần này ngược lại là càng có ý tứ, song tướng chi lực cùng cửu phẩm linh sứ ở giữa quyết đấu sao? Hết chương 506 rồi ạ, à. xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ TSS Channel bạn nhé.